Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để cắt một video trực tiếp trên hệ điều hành Windows 10 mà không cần dùng đến bất cứ một phần mềm nào khác. Rồi, thì đây là cái video. KTV sẽ cắt cái video này. Quý vị hãy chọn một video này. Quý vị hãy click chuột phải, chọn Open With này. Chọn tiếp photo này để mở nó lên. Rồi, quý vị để ý phía bên trên góc phải màn hình có từ Exit and Create này. Quý vị hãy chọn. Rồi, quý vị chọn luôn là Chin này. Ok, quý vị để ý phía bên dưới này. Độ dài của video bắt đầu từ giây 00 này, có một cái hình tròn màu trắng. Và kết thúc video cũng có một cái hình tròn màu trắng, ok chưa? Rồi, bây giờ KTV sẽ cắt bỏ đoạn cuối và lấy đoạn đầu. Quý vị click vào cái hình tròn màu trắng ở đoạn cuối video này và giữ cái hình tròn này, quý vị kéo ngược lại. Đó, quý vị kéo đến đâu thì cái màn hình hiển thị nó hiển thị đến đó, ok chưa? Và cái thời gian đây này, cái thời gian nó sẽ lùi dần. Đây, KTV sẽ kéo về cái phút thứ 3 đi. Phút thứ 3 này. Ok chưa? Rồi. Tức là KTV sẽ lấy 3 phút đầu và lược bỏ cái đoạn cuối của video. Rồi, sau khi lựa chọn xong này, quý vị chọn vào CE phía bên trên màn hình này. Rồi, bây giờ quý vị hãy chọn thư mục để lưu này. Ví dụ ở đây KTV sẽ lưu vào desktop. Và KTV sẽ đặt là video cắt 1 này. Ok. Chọn Saver này. Rồi, quý vị chờ trong giây lát này. Video đang được lưu đây này. Rồi, vậy là video đã lưu xong. Bây giờ KTV sẽ mở lên để kiểm tra cái video vừa cắt này. Đây. Thì quý vị để ý này, KTV vừa đặt tên là cái video cắt 1 đây. Bây giờ KTV sẽ mở lên. Open này. Đó. Rồi, thì quý vị thấy này. Nó bắt đầu từ giây 00 này cho đến phút thứ 3 đây này. Đó. Thì cái video này KTV cắt để lấy 3 cái phút đầu tiên. Ok chưa? Rồi, vậy thì bây giờ làm sao để mà cắt được cái đoạn giữa của video? Ok, cũng trong cái video mà quý vị muốn cắt này, quý vị click phải chuột này, quý vị hãy chọn Open With này, chọn tiếp Photo này. Quý vị để ý phía bên trên góc phải màn hình có từ Exit and Create này, quý vị hãy click này, chọn luôn cái chim đầu tiên này. Rồi, quý vị cũng để ý đến cái thời gian. Có cái hình tròn này, màu trắng này. Quý vị hãy click chuột trái, giữ và kéo nó. Ok chưa? Ví dụ KTV sẽ kéo nó đến phút thứ 2 này. Kéo đến phút thứ 2. Ok chưa? Rồi. Đây. Kéo đến phút thứ 2 thì cái thời gian nó hiển thị này. 2.00 này. Rồi. Ở cái phần cuối video này. Cũng có một cái hình tròn này. Quý vị hãy click trái chuột, giữ và kéo ngược lại. Đó. Ok chưa? Thì KTV sẽ kéo về đến cái phút thứ 6 đi. Kéo về phút thứ 6 này. Rồi. Phút thứ 6 này. Quý vị để ý này. Cái thời gian đây này. Đó. Thì KTV sẽ lược bỏ đoạn đầu này. Và lược bỏ đoạn cuối. Chỉ lấy từ phút thứ 2 đến phút thứ 6. Đó.
Rồi. Sau khi lựa chọn xong này, quý vị cũng chọn vào C phía bên trên góc phải này. Ở đây quý vị cũng chọn thư mục để lưu này, KTV sẽ lưu vào desktop này. Quý vị cũng đánh cái tên. KTV sẽ chọn là video cắt 2. Ok chưa? Rồi. Chọn server này. Ok, quý vị chờ trong giây lát video đang được lưu này. Rồi, vậy là video đã lưu rồi. Bây giờ quý vị hãy mở nó lên này. Đây, thì chính là cái video cắt 2 mà KTV vừa đặt tên cho nó này. Bây giờ KTV sẽ mở lên này để kiểm tra luôn này. Đây thì quý vị thấy này. KTV lưu từ phút thứ 2 đến phút thứ 6 thì nó vào 4 phút đây này. Ok chưa? Đó. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.